Thưa quý vị, mở đầu chương trình Nối bước đến trường tuần này, chương trình do công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên BITIS, Quỹ khuyến học Việt Nam, Quỹ nâng niu tài năng Việt và ban chuyên đề HTV phối hợp thực hiện. Như thường lệ, mời quý vị cùng theo dõi một thông tin cộng đồng. Vừa qua, hành trình của Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt đã tìm đến xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, cùng với sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương, Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt đã trao tặng 4 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Tuy cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng các em học sinh vẫn chịu khó đến trường để học cá chữ. Dù đường xá xa xôi, sống suối thì cách trở, thời tiết thì mưa gió thất thường, có điểm đến trường thì cách khoảng 3 đến 5 cây số, nhưng các em vẫn miệt mài đến trường. Chúng tôi hy vọng với những cái nỗ lực của cộng đồng, các em sẽ tiếp tục nối bước đến trường theo như chương trình và xã hội mong mỏi. Với mong muốn cùng chung tay xây dựng một xã hội học tập, trong hơn 20 năm qua, Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt đã tìm đến nhiều địa phương, trao đi những suất học bổng khuyến học, tạo điều kiện nối bước đến trường cho những em học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Và tiếp theo đây, mời quý vị tiếp tục chương trình với chủ đề Bước chân vượt khó, đến thăm gia đình của những học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, từng bước vươn lên trong vòng tay giúp đỡ của cộng đồng. Thưa quý vị, trường tiểu học Sơn Hiệp, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, trong suốt nhiều năm qua đã có hơn 2/3 trong tổng số học sinh của nhà trường thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng cùng với sự nỗ lực của các thầy cô và các em học sinh thì việc học của các em vẫn được duy trì. Phải chăng những lấm lem trên gương mặt của các em cũng không thể nào che đi được sự hồn nhiên và hơn hết là niềm mong mỏi đến trường của các em. Và hy vọng rằng ngày hôm nay hành trình của Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt đến đây sẽ nối dài thêm con đường đến trường của các em. Năm học 2016-2017, trường tiểu học Sơn Hiệp đóng trên địa bàn xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa có tổng số hơn 130 em học sinh theo học. Trong đó, có trên 100 em thuộc diện gia đình hộ nghèo. Không chỉ năm học này, liên tục nhiều năm học trước, số học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường luôn chiếm tỷ lệ cao như vậy. Thế nhưng, những điều mà đoàn khảo sát của Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt ghi nhận được không phải là những con số về số lượng học sinh bỏ học qua từng năm, mà là những khuôn mặt trẻ thơ từng ngày cặm cụi với những con chữ. Trong số những tấm gương học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn kiên trì đến lớp, chúng tôi ghi nhận được câu chuyện của em Cao Văn Thuyết, cậu bé nhỏ nhắn được thầy cô và bạn bè yêu thương bởi sự cần cù, ham học. Nhà cách trường hơn 4 km, không có xe đạp, mỗi ngày Thuyết đều phải đi bộ đến trường rồi lại tự mình đi bộ về. Dù vậy, em chưa bỏ bất kỳ buổi học nào mà không có lý do chính đáng. Có điều gì ở lớp học hấp dẫn em đến thế nếu không phải là niềm vui với con chữ, với bạn bè và thầy cô? Trong tâm hồn em chắc chưa kịp đắn đo về hoàn cảnh của gia đình mình. Dù rằng nếu nói ra thì quả thật, em thiệt thòi hơn rất nhiều so với bao bạn bè cùng trang lứa. Để được đến trường, điều tưởng như bình thường với bạn bè cùng trang lứa, thì đối với những học sinh, sinh viên nghèo, ngoài sự cố gắng của bản thân, thì sự giúp đỡ của cộng đồng giúp các em nối bước đến trường hết sức có ý nghĩa. Và đó cũng là chủ đề nối bước đến trường trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, hiện tại ngồi bên cạnh Nhật Khánh đây là em Cao Văn Thuyết và chị Cao Thị Chánh là mẹ của em Thuyết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện để tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình em Thuyết như thế nào, thưa quý vị. Mình mới đi học về hả Thuyết? Dạ. Mình đi học từ đây đến trường bao xa, mình đi bằng gì, hằng ngày Thuyết đi học như thế nào, Thuyết kể lại cho mọi người nghe coi. Hằng ngày đi bằng đôi chân.
Có nghĩa là mình đi bộ hả? Vậy có khi nào đi mà mỏi chân quá làm biến đi không muốn đi nữa không? Có khi nào không? Chưa có không. Không có hả? Dạ. Đi rồi có quen không? Có khi nào đến trường mà đau chân quá rồi học không nổi không? Chưa có không. Không hả? Dạ. Như vậy rồi có khi nào mà mình làm biến học, mình muốn bỏ học, không muốn đến lớp nữa không? Không. Không hả? Tại dạ. sao vậy? Mình thích học. Thích học hả? Dạ. Tại sao? Có điều gì làm cho mình thích đi học như vậy? Em đi học rất vui. Có nhiều bạn bè chơi với em. Về nhà Thuyết có làm phụ mẹ cái việc gì không? Ừ, có. Thuyết làm gì? Rửa chén. Rồi gì nữa? Rửa chén. Quét nhà. Rồi hết. Hết rồi hả? Rồi được rồi. Dạ thưa chị Chánh ơi, chị có thể kể cho mọi người hiểu rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình khó khăn như thế nào không chị? Rất khó khăn, nhưng cháu vẫn đi học đều. Khi cháu bệnh thì cũng xin cô ở nhà xin thuốc cho cháu uống. Chị làm công việc gì chị và thu nhập nó như thế nào, nó có ổn để mà lo cho các cháu không chị? Chị bữa đi làm kiếm tiền sống hàng ngày thôi, đất thì không có ít. Cứ xung quanh nhà này thôi, không có chỗ khác gì hết. Yeah. Sống đi làm mướn, làm thuê, ngày 100 ngàn đó, đủ tiền xài cho con, mấy con đi học thôi. Có ai giúp đỡ gì không chị? Phụ giúp được chút ít nào không chị? Dạ không, chỉ có một mình mẹ thôi. Lúc mình bệnh thì có em gái trong nhà đó. Dạ, lo cho mình thôi, không có ai gì hết. Vậy rồi, vậy thì cái nhà này mình làm từ khi nào và có ai hỗ trợ gì mình làm không, hay là tự mình hay ai giúp hay sao chị? Đây, nhà nước xây cho hộ nghèo á. Dạ. Dạ, xây năm 2013. Có khi nào mà hoàn cảnh gia đình mình khó khăn quá đến mức mà mình nghĩ đến việc là không có thể lo nổi cho con đi học không chị? Dạ không có, vừa có khó chứ nào không cho mấy cháu đi học thôi. Chứ cho cháu ở nhà, cháu nhỏ quá đâu có làm gì được. Thì bác khuyên cháu đi học thôi. Dạ, không có gì, mẹ đi làm thì ít nhiều cũng sai được hàng ngày thôi. Cháu phải đi học đều. Thưa chị, nhưng mà vì sao chị lại muốn cho các con của mình được đi học đầy đủ, được đến trường như vậy thưa chị? Dạ, thế mấy bạn đi học, thế bé cũng tội nghiệp chứ, không có bố á, thì cho khuyên bé đi học. Bố đã bỏ rồi thì còn một mình mẹ thì khuyên cho con đi học thôi chứ làm gì. Mấy đứa nhỏ nhà đi có làm gì đâu. Dạ, cho nó đi học thôi, nhà trường thì hỗ trợ bao nhiêu thì cũng ít cho cháu rồi. Dạ, dạ thưa chị, căn nhà của mình xây đã lâu rồi, mười mấy năm rồi, nhưng mà em lúc nãy thì có quan sát thượng căn nhà thì em thấy là hầu như là không có đồ dùng sinh hoạt gì nhiều hết. Nó trống trơn như vậy thì vì sao mà mình không có điều kiện hay như thế nào chị? Có mỗi mình mẹ thì lo cho em đi học rồi thì không có sống đi mua đồ đạc sao cho em được. Thì không mua chiếu cho em, tải cho em, đắp màn cho em ngủ thôi. Yeah. Sống của em là về không có mua cái gì được hết, về không có tiền, không có người nữa trợ gì. Yeah. Có mỗi mình mẹ thì không lo được, chỉ lo cho em với em đi học sống hàng ngày nữa thôi. Yeah. Điều kiện của mình như vậy mà không lo được cho các con đầy đủ thì chị cảm thấy thế nào chị? Các cháu đi học đều á thì về nhà không có nói năng gì hết với mẹ gì hết. Về nhà thì nói mẹ nấu cơm chưa vậy đó, con đói rồi thì mẹ con múc cơm cho con ăn thôi, chứ mẹ con không dám đòi hỏi cái gì với mẹ vậy cả. Dạ. Chị mong muốn nhất là điều gì thưa chị? Dạ, mong muốn cho mấy đứa cháu cho nó học giỏi đến trường thôi, không mong muốn gì hết. Sau này nó học giỏi thì nó được làm thầy như vậy, thì mẹ cứ hỏi con thích sau này con làm gì. Con nói cho mẹ con học giỏi, sau này con làm thầy dạy. Bây giờ mình đang đi học mà học cũng rất là tốt. Vậy thì sau này Thuyết mơ ước lớn lên Thuyết làm gì? Thưa cô, làm thầy. Làm thầy. Tại sao mình lại thích làm thầy?
Vì làm thầy rất vui. Bây giờ Thuyết muốn điều gì để tặng cho mẹ? Muốn học để tặng cho mẹ. Có nghĩa là muốn quà tặng cho mẹ là Thuyết sẽ cố gắng học thật là giỏi đúng không? Dạ. Dạ thưa cô Bích Thủy, là cô giáo chủ nhiệm của em Thuyết ở trường, thì cô có thể nắm rõ được cái tình hình, cái những cái biểu hiện của em trên lớp và cũng như cái sức học của em như thế nào. Như vậy thì cô có thể chia sẻ về cái điều đó không thưa cô? Thì tôi nắm thấy được em, thứ nhất là về hoàn cảnh của em á, thì bố mẹ thì xa cách nhau, nên mẹ em thì ở với lại là với mẹ, với chị và em. Thì quá trình học tập của em thì em học bài tiếp thu rất là nhanh và rất là ngon. Điều đặc biệt mà tôi quan tâm em nhiều nhất đó là sự siêng năng của em. Thì cái thời khoảng từ nhà của em tới trường thì khoảng cách cũng khá xa, là gần 4 km, nhưng mà em đi học thì tôi thấy em đi bộ là nhiều và em đi học rất là đều. Em đi học rất là đều, và khi mà em ốm em đau thì em đều nhờ bạn bè xin phép. Và khi lên cái ngày hôm sau em đi học bài thì các em không hiểu thì em vẫn hỏi cô, à cô em không hiểu. Và các bạn và giáo viên rất là sẵn sàng chị em và sự tiếp thu của em rất là nhanh. Và điều đó rất là điều làm tôi ngạc nhiên. Và khi dạy em và cũng là học trò mà cũng để ấn tượng cho tôi cũng khá sâu sắc. Thưa cô, như vậy thì hoàn cảnh của em Thuyết là như vậy, thì là giáo viên chủ nhiệm thì thường xuyên tiếp xúc với em trên lớp, thì cô có một cái sự quan tâm đặc biệt hay là kèm cặp em như thế nào không thưa cô? Em có hoàn cảnh như thế nhưng việc học của em rất là tốt. Những khi mà em không hiểu bài thì tôi cũng rất là tận tình chỉ cho em. Và điều con gái là em ngồi những cái em gần em cũng giúp đỡ bạn cũng rất là tốt. Ví dụ việc học của em á, em chỗ nào em không biết á, thì em hỏi tôi, và khi em biết em vẫn sẵn sàng chia sẻ với bạn bè và giúp đỡ các bạn trong lớp. Và khi đọc, và em công việc của em rất là nhanh nhẹn và nhiệt tình, và em cũng rất là hồn nhiên á. Cái việc em hồn nhiên, cái em vẫn giúp bạn và giúp cô giúp thầy, và công việc nào giao cho em cũng rất hoàn thành, và tôi rất yên tâm về em. Dạ cảm ơn cô. Dạ thưa cô Thiên Ân, là hiệu trưởng của trường tiểu học Sơn Hiệp, thì cô cũng nắm rõ về cái tình hình học tập của em Thuyết và cũng như là của tất cả những học sinh trong trường của mình. Thì theo thông tin được biết thì trường mình có đến 2/3 học sinh là những em có hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Như vậy thì cô có thể chia sẻ cụ thể hơn về những trường hợp đặc biệt này, và phía nhà trường của mình có những cái sự quan tâm hay là chính sách hỗ trợ gì cho các em thưa cô? Là hiệu trưởng của trường thì trường ấy, thì có 131 em từ năm học 2016-17, nhưng đã có hơn 100 em là thuộc diện con của hộ nghèo trên địa bàn xã. Và dù là hộ nghèo như thế nhưng mà cái tinh thần hiếu học của người dân ở xã Sơn Hiệp này cũng là cao. Cha mẹ là quan tâm đến việc học của con. Cái chính sách ở miền núi Khánh Sơn là các em người đồng bào dân tộc thiểu số thì được hỗ trợ tiền học bổng hàng tháng, và các em được hỗ trợ 160.000 một tháng. Cho nên 160.000 đó cũng dù là ít nhưng cũng là một phần để cho gia đình có thêm ví dụ gạo hay là có thêm các đồ dùng học tập để cho các em nó theo đuổi cái chữ. Dạ xin cảm ơn cô. Dạ thưa ông Mâu Quốc Huy, là trưởng thôn ở Tà Gụ, thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về tình hình của địa bàn ở nơi đây và những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn giống như là gia đình của chị Chính đây thưa, như thế nào, và phía địa phương mình có những chính sách hỗ trợ như thế nào không thưa ông? Thì ở xã Sơn Hiệp thì đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng cái thôn Tà Gụ đây là cũng chiếm gần 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Hộ nghèo thì chiếm cũng gần 70, hiện nay là 70%. Trong khi đó thì gia đình em Khuyết cũng là trường hợp là nằm trong cái diện hộ nghèo. Riêng gia đình em thì cái hộ nghèo thì bên các cái chương trình vay vốn của ngân hàng được tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay. Tình hình gia đình thì tôi cũng biết rõ là rất khó khăn. Gia đình có 4 khẩu, một mẹ và 3 đứa em nhỏ. Ông chồng thì đã bỏ đi lâu, nhưng mà ở địa bàn thôn thì rất quan tâm và tạo điều kiện. Nhưng mà tôi cũng mong rằng là các nhà hảo tâm, nhà tài trợ là cũng để ý đến gia đình, tạo điều kiện để các em nó được đi học, cũng như là giúp đỡ cho gia đình được cho nó ấm cúng hơn. Dạ thưa bà Nguyễn Thị Huyền Thanh, từ nãy giờ mình cũng đã nghe từ phía nhà trường cũng như là chính quyền địa phương đã thông tin về cuộc sống, hoàn cảnh gia đình của em Thuyết và chị Chánh đây, thì bây giờ bà có cảm nhận suy nghĩ như thế nào thưa bà? Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt, chúng tôi đang ngồi ở tại nhà của mẹ con em Thuyết.
Quý vị thấy căn nhà trống trước hụt sao? Với những cái khó khăn mà mẹ của em Thuyết vừa trình bày cũng như là chúng tôi nhận được qua cái đi thực tế ở đây, thì chương trình chúng tôi cũng sẽ tặng cho em một suất học bổng nhằm giúp cho em với cái sự hiếu học, năng động, vượt khó của em để có điều kiện, có động lực để em tiếp bước đến trường trong tương lai. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe những câu chuyện chia sẻ về hoàn cảnh, về cuộc sống của gia đình của chị Chánh và em Thuyết, thì chúng ta cũng có thể hiểu được gia đình của em Thuyết khó khăn đến như thế nào. Và chúng tôi mong rằng sẽ sớm quay trở lại đây để trao cho em Thuyết suất học bổng để tiếp thêm sức mạnh cho em, giúp em có thể thực hiện được ước mơ tương lai của mình, như em đã chia sẻ là trở thành một thầy giáo, để em có thể là trụ cột của gia đình, là điểm tựa cho mẹ, để gia đình em có thêm một tương lai tươi sáng hơn, thưa quý vị. Không có đất canh tác, chị tận dụng diện tích đất xung quanh nhà để trồng cà phê, kiếm thu nhập thêm. Đến trường buổi sáng, buổi chiều Thuyết lại tranh thủ phụ giúp mẹ. Vừa giúp mẹ nhưng cũng vừa là để vui chơi. Phải chăng không có cái nghèo khó nào có thể làm mất đi sự hồn nhiên, ngây thơ của trẻ nhỏ? Thiếu tình yêu thương của cha, nhưng bù lại, chị em Thuyết được mẹ lo lắng, chăm sóc. Kể từ ngày cha Thuyết bỏ đi, một tay chị gồng gánh việc trong việc ngoài. Làm được bao nhiêu tiền, chị đều dành cho việc ăn học của con. Nhưng dù chị có cố gắng mấy, ngôi nhà không có bàn tay người chồng, người cha, cũng cứ mãi trống trước hụt sau. Từ sau khi được nhà nước hỗ trợ xây cất một ngôi nhà kiên cố hơn, chị cũng không có khả năng sắm sửa thêm vật dụng gì. Nhiều khi Thuyết hồn nhiên nói muốn xem tivi như các bạn, chị cũng không biết phải trả lời con như thế nào. Chương trình xin mời quý vị đến với chủ đề bước đến tương lai. Thưa quý vị, và hôm nay một lần nữa, đoàn của quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt đã quay trở lại xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, đến nhà của em Cao Văn Thuyết và chị Cao Thị Chánh để mang tặng cho em Thuyết suất học bổng. Và ngay sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Huyền Thanh, đại diện quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt, trao tặng cho em Thuyết suất học bổng. Xin trân trọng kính mời bà. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Cao Văn Phi, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học của huyện Khánh Sơn, thay mặt nhà tài trợ trao tặng cho em Thuyết phần quà từ nhà tài trợ. Xin trân trọng kính mời ông. Cầm cho mẹ đi. Mẹ sách dùm cũng được. Rồi. Mẹ sách dùm. Dạ. Thuyết ơi, mình vừa nhận được một suất học bổng 10 triệu đồng. Bây giờ Thuyết cảm thấy như thế nào? Thuyết nói cho mọi người nghe đi. Em thấy rất hạnh phúc. Rồi sao nữa? Vui. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay mình nhận được suất học bổng này thì Thuyết có nói với mẹ là mình sẽ dự định làm cái gì không? Nuôi bò. Rồi, chị ơi, bây giờ cảm xúc của chị như thế nào khi mà Thuyết vừa nhận được suất học bổng từ chương trình thưa chị? Rất vui và cũng rất quý học lắm. Yeah, cảm ơn các cô, các chương trình trợ cho bên Cao Văn Thuyết. Xin cảm ơn các cô ạ. Và gia đình mình có dự định là sử dụng cái số tiền này như thế nào chứ chị? Sử dụng tiền này chắc sẽ kiếm một con bò mua cho cháu thôi. Dạ, thưa bà Huyền Thanh, thì sau khi trao tặng suất học bổng cho em Thuyết thì bây giờ bà có điều gì muốn chia sẻ thưa bà? Việc trao tặng em Thuyết cái suất học bổng này, tin rằng gia đình sẽ sử dụng đúng mục đích ý nghĩa của nó, bằng những hình thức tăng gia sản xuất, mua bò, mua heo để tăng thêm cái lợi nhuận cũng như là có điều kiện để giúp em tiếp tục đến trường. Dạ, thưa ông Cao Văn Phi, Phó Chủ tịch của Hội Khuyến học của huyện Khánh Sơn, thì hôm nay khi dự buổi trao học bổng cho em Thuyết ở địa phương thì ông có cảm nghĩ như thế nào và cái món quà này nó mang ý nghĩa như thế nào? Thì qua chương trình này tôi rất là cảm ơn công ty đã tài trợ cho các em những học bổng này rất ý nghĩa này, và để cho các em có tận dụng được một cái số tiền đó để mà
vượt lên khó khăn để mà học trong những thời gian tới. Và để thay cho lời cảm ơn tri ân nhà tài trợ thì phía ông Cao Văn Phi, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học của huyện Khánh Sơn đã có một cái bức thư cảm ơn muốn gửi tới tặng về phía Quỹ Khuyến học nâng niu tài năng Việt. Xin mời ông Phi trao tặng cho bà Huyền Thanh thư cảm ơn ạ. Ở đây em đại diện cho Hội Khuyến học huyện Khánh Sơn xin tặng công ty nhà tài trợ cho một lời những thư cảm ơn, một lời tri ân sâu sắc đến công ty. Thưa quý vị, để có thể gồng gánh gia đình, nuôi ba đứa con ăn học đến ngày hôm nay, thì chúng ta có thể hình dung được nghị lực của người phụ nữ ấy không hề nhỏ bé một chút nào. Và với số học bổng ngày hôm nay, Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt đã mang đến cho gia đình chị Chánh và em Thuyết, thì chúng tôi mong rằng sẽ là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để gia đình của em Thuyết có thể mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong thời gian sắp tới. Và chúng tôi cũng mong rằng em Thuyết và các anh chị em của mình sẽ có thể cố gắng ăn học thành tài đến nơi đến chốn để có một tương lai tươi sáng hơn. Và thông qua chương trình, chúng tôi cũng mong rằng sẽ là nhịp cầu nối để những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm sẽ có thêm nhiều sự giúp đỡ hướng đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tương tự như gia đình của chị Chánh và em Thuyết. Và buổi trao học bổng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Có lẽ đây sẽ là một trong những hình ảnh còn đọng lại mãi trong lòng của những người thực hiện chương trình. Thuyết đến trường trên đôi chân của mình. Thuyết thích đi học. Thuyết không thấy mỏi chân vì đến trường có bạn bè chơi với em rất vui. Mặc cho những khó khăn hàng ngày, em vẫn cứ hồn nhiên với tuổi nhỏ của mình như vậy. Thuyết hiếu động bên mẹ, nhưng mỗi khi học bài, em lại tỏ ra khá nghiêm túc. Nhìn em cặm cụi bên những trang sách như thế này, chúng tôi lại có thêm niềm tin về một ngày học vấn sẽ giúp em trở thành trụ cột của gia đình, đỡ đần cho mẹ. Mỗi buổi chiều, trong căn nhà còn nhiều lo toan, vất vả này lại vang lên những tiếng ê a đọc bài, trong trẻo tựa như tiếng chim hót giữa núi rừng, đầy ắp những yêu thương. Baby chiều ơi, baby cánh diều tuổi ngọc hà, baby mang theo nỗi khát vọng thao của tôi. Chương trình Nói Bước Đến Trường đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết xin liên hệ Quỹ Nâng Niu Tài Năng Việt, số 22 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08 668 15614. Email BITIS nối bước đến trường a@bitis.com.vn. BITIS, Quỹ Nâng Niu Tài Năng Việt, hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.